Trái cây cung cấp cho chúng ta rất nhiều dinh dưỡng lành mạnh và chất chống oxy hóa tuyệt vời như là carbs. Không những thế thì trái cây tươi còn giúp giảm mỡ bụng và giảm cân nhanh vì chúng có hàm lượng calo thấp, khối lượng nước tự nhiên lớn, có khả năng chống viêm. Dưới đây là một số gợi ý về các loại trái cây tốt nhất để giảm mỡ bụng. Đừng bỏ lỡ nếu chị em đang xây dựng một thói quen ăn uống để giảm cân trong quá trình lão hóa. 7 loại trái cây ít calo ăn thoải mái mà không sợ béo. 1. Táo. Táo nổi tiếng vì chứa nhiều hợp chất chống ung thư. Không những thế, nó còn có khả năng khôi phục sự cân bằng vi sinh vật trong ruột của chúng ta. Chất xơ và polyphenol trong vỏ và thịt táo lên men trong ruột kết. Chúng thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, giúp giảm viêm và giảm nguy cơ béo phì. 2. Quả lê. Lê là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời và cũng là loại trái cây hoàn hảo để giảm cân. Nó chứa nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu hơn vì nó được tiêu hóa chậm. Lê cũng được biết là có tác dụng kiểm soát mức cholesterol tốt trong cơ thể. 3. Bưởi. Một nửa quả bưởi chỉ chứa khoảng 40 calo nhưng lại chứa gần 4,5 gram peptide, một loại chất xơ hòa tan được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol. Tạp chí thực phẩm thuốc Hoa Kỳ cũng phát hiện ra rằng thói quen ăn một nửa quả bưởi tươi khoảng 40 calo trước bữa ăn có liên quan đến việc giảm cân đáng kể, trung bình có thể hỗ trợ giảm khoảng 1,5 kg trong 12 tuần. Ngoài ra, sức đề kháng insulin cũng được cải thiện khi duy trì thói quen ăn bưởi tươi. 4. Quả việt quất. Được biết đến nhiều như một loại siêu thực phẩm, quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa và giúp thúc đẩy tỷ lệ trao đổi chất. Tiêu thụ thường xuyên việt quất cũng được biết là giảm kháng insulin, giảm cholesterol và hỗ trợ giảm cân hiệu quả mà không cần nhịn ăn. 5. Quả kiwi. Kiwi có hàm lượng chất xơ cao, lượng calo thấp, vì thế có tác dụng giảm cân rất tốt. Không những thế, kiwi còn là nguồn cung cấp vitamin C, E, folate và chất xơ tuyệt vời. Các nghiên cứu lưu ý rằng kiwi ngoài có lợi ích giảm cân thì còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện cholesterol. 6. Quả dưa hấu. Mặc dù rất ngọt nhưng dưa hấu chủ yếu là nước. Trong một quả dưa hấu thì chứa tới khoảng 94% là nước. Không có gì ngạc nhiên khi hơn 100g dưa hấu chỉ có khoảng 40 calo. Đây cũng là món tráng miệng lý tưởng bậc nhất cho những người muốn giảm cân. 7. Ổi. Ổi là loại trái cây giàu chất xơ, có chỉ số đường huyết thấp và có tác dụng ngăn ngừa táo bón. Chúng cũng kích hoạt tỷ lệ trao đổi chất giúp bạn giảm cân tốt hơn. Nếu bạn đang tìm một loại quả để tráng miệng trong quá trình giảm cân thì ổi có lẽ là một lựa chọn rất lý tưởng. Chắc hẳn những loại quả này không còn xa lạ gì đối với mỗi chúng ta rồi đúng không các chị em? Vậy nên các chị em hãy bổ sung những loại trái cây này vào thực đơn hàng ngày của bản thân mình, vừa giúp giảm lượng mỡ hiệu quả lại còn có khả năng chống viêm, giúp da mịn màng tươi trẻ hơn nhé. Mai chị em nhớ đón xem chương trình để cập nhật thêm cho mình nhiều thông tin hấp dẫn bổ ích nữa nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!